Vâng, xin chào các bạn. Đây là mình là Xuân Siêu Xe đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Vâng, thì hôm trước chúng ta đã cùng nhau khám phá ba chiếc Bugatti Veyron, Lamborghini Gallardo, LP560-4 Spider. Lamborghini Urus xuất hiện tại Bảo tàng Cà phê Trung Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những chiếc xe còn lại. Đầu tiên chúng ta có chiếc Bentley Azure. Thì đây là phiên bản mui trần của dòng Bentley Rockland. Thì chiếc Bentley Azure này thực sự lúc mà mình nhìn thấy á, mình rất là bất ngờ luôn các bạn. Tại vì trước đó không hề có hình ảnh em này trên truyền thông luôn. Mặc dù chiếc xe này mang biển số 51A, tức là em này được đăng ký đâu đó vào khoảng tầm năm 2012, mà bây giờ mình biết em này xuất hiện tại Việt Nam luôn, là các bạn đã biết là chiếc này hiếm cái nào rồi đó. Lúc mà mình nhìn thấy chiếc này á, thì mình có hỏi anh đội trưởng đội tài xế của bên Trung Nguyên á, là tại sao anh có những con hàng đặc biệt thế này mà em không biết vậy. Thì anh mới kêu với mình rằng anh phải có những con hàng này để em quay clip chia sẻ cho mọi người cùng biết chứ. Chứ mấy con bình thường quay lên thì mọi người biết hết rồi, còn gì vui nữa. Lúc đó mình kiểu cạn lời luôn các bạn. Thì đây là phiên bản kế nhiệm của dòng Bentley Agnea. Thì nếu mà thoạt nhìn á, thì phần đầu không có sự khác biệt nhiều lắm. Chỉ có phần đuôi thì mới phân biệt được hai đời khác nhau thôi các bạn. Thì ông Vũ cũng hiện tại đang sở hữu hai chiếc Bentley Agnea luôn. Nếu anh em nào từng xem clip mình nhiều thì có thể biết được rằng chiếc Bentley Agnea chính là chiếc từng tháp tùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến phiên tòa ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Đó, bây giờ thì các anh tài xế đang di chuyển xe để rửa xe, chuẩn bị cho việc trưng bày. Đây, một chiếc xe rất là hiếm tại Việt Nam. Đây là chiếc Rolls Royce Silver Seraf. Chiếc xe này rơi vào đời 1999. Thì hiện tại Việt Nam có khoảng tầm 3 đến 4 chiếc Rolls Royce Silver Seraf. Theo mình nhớ là có màu trắng nè, rồi một chiếc màu đỏ. Màu xám này của ông Vũ nè. Thực ra màu này là màu sơn rồi hay là dán rồi nè, chứ nguyên bản thì mình nhớ là màu trắng. Đây, em này mới hiếm nữa các bạn. Đây là phiên bản mui trần của chiếc Rolls Royce Silver Seraph.
Rolls Royce Cognitive. Thì hiện tại tại Việt Nam chỉ có một chiếc này thôi các bạn. Nguyên bản chiếc xe này có màu trắng, nhưng hiện đã được dán lên màu xám. Vốn là một trong bốn tông màu đen, trắng, xám, xanh quân đội được ông Vũ khá ưa chuộng trên những chiếc siêu xe của mình. Đó thì bây giờ mấy anh đang vận chuyển là bảo tàng cà phê Trung Nguyên. Và đang tiến tới là chiếc Mercedes AMG SLS GT Final Edition. Đây là chiếc xe từng nằm trong bộ sưu tập của bố chồng Tân Thanh Hà. Đây, như mình đã giới thiệu hồi nãy thì đây là hai chiếc Bentley Acne của ông Vũ. Chiếc biển số 51G là phiên bản Mulliner, phiên bản cá nhân hóa. Còn chiếc 51A là chiếc từng tháp tùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến phiên tòa ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Thank you.
Bên đây chúng ta có thêm chiếc Jeep Gladiator. Đây có thể được coi là phiên bản bán tải của dòng Jeep Wrangler. Rồi.
Đây, và đang xuống thớt là chiếc Aston Martin Vanquish. Thì đây là một trong ba chiếc Aston Martin Vanquish mà hiện ông Vũ đang sở hữu. Trong đó có một chiếc phiên bản mui trần, Volante. Đó, bên kia là chiếc Jeep Wrangler. Chiếc xe này mới được ông Vũ tậu về trong năm 2021. Vâng, thì vừa rồi chúng ta cùng nhau khám phá 15 chiếc xe xuất hiện tại Bảo tàng Cà phê Trung Nguyên trong một sự kiện do tập đoàn này tổ chức. Các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa SSX Automotive Photography. Và đừng quên lên Autoro thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong clip tới.
Từ từ tí luôn, để thằng Mẫn nó ra đã. Rồi nhé. Nhiều vô, nhiều vô, nhiều vô. Nhiều vô trong đó lại cái. Rồi chạy ngược lại đi. Ngồi cái cây sâu thôi. Cái đây canh tàu chắc đéo được rồi. Tại vì rồi thẳng xe nhé, bốn cái tải. Rồi bốn cái đây. Rồi bài đó. Rồi thẳng xe. Bây giờ cái cây ha. Thì ấy cho nó xét cái cây là được. Cái cây làm ngay tầm giữa thôi nha. Đi. Đi. Bỏ cái đầu được chưa? Chịu được chưa? Vui đâu. Vậy đi. Vậy xíu rồi đây. Vậy đi. Rồi rồi, vậy luôn đi. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Lóng phải lắm nè. Ok chưa? Rồi được rồi, thả ra lại. Thả ra đó. Nó trôi được rồi. Trôi nữa, còn chính cái cắt trôi nữa. Trôi nấu. Rồi trôi chút chút. Nó dính luôn rồi. Nó dính đây trôi hết. Dính hết rồi. Giờ tôi muốn ghen. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, money tall like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài là